mất chó của nó là nó đập đấy. Nè, đây nuôi gà là thấy luôn nè. Đây. Đây là phân phân hữu cơ. Đó. Phân hữu cơ bỉ mới bón được mấy bữa? Nó độ tan bữa. 3 bữa tưới đều nó độ tan được cỡ này này. Rồi. Thực sự là mùa nắng này mọi người sử dụng phân hữu cơ thì mình thì quen sử dụng phân hữu cơ bỉ rồi. Một số loại nó của Úc này. Hay của Đức, nhưng mà mình thì quen với giá thành của cái hữu cơ bỉ này tương đối là mềm. Hiện nay là chỗ Nghi đang để cho bà con bao nhiêu? Khoảng từ 1 tấn khoảng 10 đến 10 triệu 500 ngàn. À thì nếu nó trung bình nó khoảng 10 ngàn đến 11 ngàn đồng đúng không? À, số lượng với lại chở xa hay gần. Đúng rồi, khoảng 10.500 đến 11 ngàn đồng. Thì cái giá phân này so với cái thị trường là rất là ok rồi, tại vì phân này chất lượng lắm. Tại vì mình sẽ nói là đắt, nhưng mà cái số lượng mình bỏ lên so với các cái loại phân khác thì sẽ ít hơn và hiệu quả hơn. Vì một số loại phân như kiểu phân của Nhật hay của Hàn Quốc thì khi bạn bỏ phân xuống ấy, thì các bạn bỏ xuống nếu mà nước tưới không đủ nha, là cái lượng dinh dưỡng nó sẽ bị bốc hơi. Cái thứ hai nữa là phân nó không có tan, nó như cái kẹo cao su á. Nên là mình phải xem lại cái việc bón phân. Mùa mưa nó khác, mùa nắng nó khác cả mùa nắng này. Này cái vườn này là Nghi mình là hôm nay mới xuống tới Tiền Giang. Đây, đi một vòng chơi thăm anh em. Thì Nghi là chủ của kênh YouTube mà Nghi sầu riêng cay lậy. Mọi người có thể lên YouTube mà gõ Nghi sầu riêng cay lậy. Mình cũng học hỏi Nghi nhiều. Thì sau đó là mình anh em cũng giao lưu. Tại vì sầu riêng miền Tây nó khác với sầu riêng trên khu vực Đông Nam Bộ hay Tây Nguyên. Đấy, các bạn không? Vào vườn người ta phục hồi cái là người ta phải vét hết mương. Bởi vì cái nước nó nê này này. Cái độ thoát nước nó kém. Thì cái lượng oxy trong đất nó cũng kém, làm cho mà chủ nhà thì từ trước giờ cứ dùng NPK không à. Đâm ra là cái lá thì nó có ra, nhưng mà cái sức của cái cây nó yếu. Dưới miền Tây trước giờ là con nhện đỏ là cái con rất là đơn giản mà vườn này mà vườn này để nhện đỏ ấy, thì Nghi đang nhất là dư đạm, cái thứ hai là nước tưới nó không đều, bị hóc. Nghi đang phục hồi bằng Nghi là phân phối cái chất cải tạo đất si của tỉnh Tiền Giang. Thì Nghi đang cho bón phân hữu cơ tưới si, thì mới tưới si mới nữa là một là cái lá này nó sẽ bị đào thải đi và cây này sẽ ra cơi đọt mới. Thì cái cây này thì cách đây Nghi đang làm là khoảng 4-5 ngày rồi, nó sẽ trong khoảng 12 đến 15 ngày là cây sẽ bong đọt, cây nó sẽ ra cơi đọt mới, bù lại cái lá này sẽ dụng đi, nó sẽ chăm lại và cành nó sẽ dần dần sẽ làm cho cái cành nó to hơn. Đây mọi người phải hiểu là cái thổ nhưỡng và khí hậu ở mỗi tỉnh nó một khác. Xuống đây ví dụ như là cái này vét ra còn sợ còn vét sâu xuống nữa để làm gì, cái nước ở trong này nó phải ra chứ, nó còn mưa mà nó chặn hết lại nề nước thì tính ra cái bộ rễ nó hoạt động nó có được bao nhiêu đâu. Vừa đặt chân xuống đây, bữa nay cũng nắng nóng tại vì mấy anh em cũng đã, ngày mai mình cũng đang đi tìm hiểu về cái vấn đề cháy lá. Từ sáng giờ cũng ngồi mấy chỗ. Rồi vấn đề là tại sao mà sầu riêng của dưới khu vực Tiền Giang, Hậu Giang vừa rồi cứ làm bông làm trái xong, mấy anh chị cứ gọi điện hỏi mình là vì sao nó cháy lá. Thì nói chung là mình phán đoán là nguyên nhân mình gặp nhiều rồi, nhưng mà phải xuống tận đây, xuống tận đây để cùng mọi người bàn về cái vấn đề đó. Ngày mai thì mình sẽ đi sang Hậu Giang. Anh em nào mà ở Tiền Giang, Hậu Giang tối nay có nhậu thì alo. Đây bác chủ nhà thì đang làm mồi nhậu. À, mọi người đang bắt cá nướng. Cái view đẹp ha. Ngay mặt tiền quốc lộ 1. Đây thì toàn nuôi cá ý không ấy. Cá dồ. À, cá đấy là mình không ăn được, Nghi nó ăn quen. Trời ơi, nhện đỏ. Xử lý cái luôn cái nhện đỏ cho chắc Nghi ạ. Nhưng nó đã hư rồi, bây giờ quan trọng xử lý cái cho nó thải cái này đúng không? Xong nó thải cái lá ra thay cây mới. Cây độc mới. Bắt đầu lúc đó là nội sinh nó tăng rồi Thì mình nhìn cái này là nghĩ là cái bài đấy rồi. Giải quyết cái nguyên nhân nó trước đi. Sao nó bị đạm với rễ yếu chứ hệ thống tưới chưa đủ. Mình giải quyết cái đó xong đi rồi bắt đầu đọt nó ra thì mình phải bảo vệ nó, thì mình phải phun chừng nhằng từ từ nó. Rồi thay được lá mới là hết rồi. Thì dưới này nó phải khô lắm thì nó mới bị nhện đỏ này. Này là cái con khác cũng giải quyết được.
Giờ moi moi về là xong chưa Nghi? Còn nữa. Ừ, xuống nữa hả? À, bây giờ là giật giật nước xuống. À. Đúng là moi sâu hơn nữa nhưng tại lên đây cho nó đủ rồi chứ có nghĩa là chưa đủ thì lên lên, lên vừa vừa đúng thôi. Trước đã cho cây nó tỉnh rồi sau đó nó tỉnh rồi lại tiếp tục lên nữa. Đào thêm một lớp nữa. Là bỏ một lớp hữu cơ đây xong bắt đầu mình là đưa cái đất này lên. Tại cái này khi mình đưa lên á là nó sẽ còn lúng xuống nữa. Làm khoảng 2 3 tháng bắt đầu cây nó tỉnh rồi nó lúng rồi bắt đầu mình lên lại thêm một lớp nữa từ từ vậy chứ lên lần nó ngợp. Hiểu hiểu. Nó ổn định ở đây rồi bắt đầu là mình lấy bùn gì đó chả lên này chứ nó bùn nó nhiều lắm. Nhưng mà bố biết không? Bố biết không? Tốt nhất là không lên bùn liền, tức là để cho nó tạo cái hở oxy rồi lòn vô rễ nó bắt đầu nó ổn định nó gần ra rồi thì mình mới cho vô. Tức là đây hiện tại cái rãnh này là mình để cho nó thứ nhất là nó thoát nước mưa. Cái thứ hai là cái rãnh ở đây nè, nó mới gõ cái chân nước trong kia ra. Nên cái rãnh này càng sâu càng tốt. Tức là mình lấy nước trong cái chân mô ra, chứ còn bít vịt luôn nó ứ nước nó lâu ra, nó chỉ ra được có một mé đó thôi thì nó chưa đủ phê. Đó bởi vì cây nhỏ mà tán lá nó chưa giáp nhau thì nên là sắn cái họng vậy cứ sắn lắng từ từ ra. Tán lá tới đâu thì mình cứ thụ cái trên cho nó đi. Trên Bình Phước mình thì hay là Bình Dương là khi mà trồng cũng đầu cũng lên lên mô nhưng không cao lắm như vậy. Còn lúc mà đắp mô thì để cỏ nó tốt. Xong bỏ hữu cơ để yên cỏ là mình sẽ cũng lấp vào cũng để như vậy để cục vậy thôi, xuống dần. Có nghĩa là làm dần 4 5 lần gì đó. Chứ không không có làm ụp một phát. Bộ biết không, cái đất này nó khác trên đó, cái là nó là đất thật. Cho nên là nó nhạt rễ nó dễ đúng bị nhạt rễ lắm, còn đất mình là kẻ hở nó cao. Đất mình không bị giữ nước, đất mình chỉ bị thiếu nước thôi, đất trên mình vớt á. Còn đất này là dư nước là nó giữ lại nó lâu ra. Đó, cho nên là vấn đề mình làm sao cho nó ra nhanh để mình tưới nó thấm xuống nữa. Còn nó ninh trong là thui rễ. Nên phải tạo cái học này, khi nào cây lớn tới đâu lấn tới đó. Lấn mà khi hết đất mỗi vùng đất có mỗi cái hợp khác nhau ha. Thì đó đúng rồi, nó phải phụ thuộc. Anh hay nói em đó, trồng cây là phải hai vấn đề là thổ nhưỡng và khí hậu. Là từ thổ nhưỡng và khí hậu để đưa ra các biện pháp canh tác nó phù hợp đúng không? Chứ nó không có một cái lập trình đó được. Cứ lấy một cái một chỗ mà đưa ra đâu được. Kiểu này nè, thấy không? Nước kiểu này đâu có được thấy không? Nên là cần cái rãnh sâu xuống và cần cái mực nước kia tháo ra nữa để cho nó gõ đi. Là nó rút ra. Nó rút ra bắt đầu nó ngấm xuống. Chứ còn nếu mà trường hợp mà mình không có cái rãnh này thì nó sẽ giữ trong đây nhiều hơn nè. Thay vì cái mực nước nó giật sâu xuống thì trong đây nó sẽ gõ ra. Nó gõ mấy cái này nó ra hết. Ra nhanh hơn. Tại đất này đất thấp cho nên là phải cần xuống sâu xuống rồi giật cái mương sâu xuống nữa. Để anh em ở dưới này cần thì tư vấn, anh em hỗ trợ nhau giao lưu học hỏi thôi, không phải vì một cái gì hết. Thì mọi người vào cái kênh mà Nghi Sầu Riêng Cai Lậy, mọi người có thể tương tác, đăng ký kênh, có thể chia sẻ cùng với bạn Nghi. Ở dưới này thì nói chung là các bạn miền Tây thì nên hỏi người miền Tây, người Tiền Giang thì nên hỏi người Tiền Giang, nó hay hơn. Nhiều khi mà ông Bình Phước ông hỏi ông Tiền Giang thì ông Tiền Giang ông bảo tôi dùng thuốc này đó, nhưng mà nó không, nhiều khi nó không hợp lý, nó không có đúng lắm. Đó là mình để muốn biết thì mình phải xuống đây mình học Nghi, học với anh em dưới đây để gì, để ai hỏi còn có biết cái trả lời, rồi làm thân với tụi nó để sau này hỏi gì nó còn trả lời cho mình. Chết luôn, đốt nhà mình luôn đấy. Dòng nó vô luôn. Hả? Dòng nó vô. Cái này mấy năm rồi? 3 năm. Cái đất anh lên ban đầu nó dở quá. Phải như cái đây một hàng luôn. Nếu mà nói 3 năm là cây này coi chuyện chứ con cây em. Yếu xìu. Cây em đang mít đó nha. So với Nghi đang làm như